Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm trước thì mình có review cho anh em một cái sản phẩm gọi là mũ bảo hiểm full face của ASIA mình đã mua. Hôm nay là mình cũng có mua một chiếc camera hành trình dành cho đi phượt. Đi phượt camera hành trình thì để đi phượt này, hôm nay mình sẽ mua cái sản phẩm. Mình đã mua cái sản phẩm này. Hôm nay mình cùng anh em bóc hộp xem cái sản phẩm này nó như nào nhé. Ở đây là mình có mua cái sản phẩm này đây, anh em có thể đọc qua. Gậy selfie cho camera hành trình. Đó. Đây thì mình mua trên xe đỏ các bạn nhé. Mình mua trên xe đỏ. Đây là mình mua trên xe đỏ. Đây. Mình mua trên xe đỏ. Anh em mà đi phượt thì chắc là còn cũng không còn xa lạ, hay đi phượt chắc cũng không còn xa lạ gì với sản phẩm này dành cho camera hành trình nữa, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ bóc hộp xem cái sản phẩm này nó như này. Sản phẩm này nó cũng không có đắt lắm, mình mua có chưa đến 100 nghìn đâu. Anh em nếu quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể là tham khảo cái đường link mình để bên dưới, thì mình mua ở cái shop đó thì anh em có thể là qua qua shop đó xem. Đây là toàn bộ bên trong cái hộp này đó, cũng khá là đơn giản, không có gì cả, cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình bao hộp nhé, trong cái vậy selfie trong camera nó như nào. Cái này mình cũng cái viên nó sẽ như nào đây, lắp như nào đây thì sẽ mở ra, mình sẽ bóc một chút đây. Chắc quá, khá là nặng tay. Ở đây mình thấy cái gậy chất lượng này. Đây, nó mép mở đó, mép mở đó. Này đây cái này chắc là lắp vào đây vào cái điểm ốc này. Cái ốc này chắc là lắp vào đây đó, xoay đây. Đó, lắp vào đây. Cái này thì có thể xoay xoay lại được, có thể xoay đi xoay lại được. Mình cũng có đặt mua một chiếc camera rồi, camera hành trình rồi nhưng mà nó chưa về, nên là hôm nay mình sẽ test thử trước cho anh em xem cái gậy camera hành trình này trước nhé. Núm này có thể vặn chỉnh, gật lên gật xuống. Hôm sau thì mình có lấy camera hành trình về thì mình sẽ lắp thử cho anh em xem. Nay mình sẽ chỉ review cái gậy này xem nó chất lượng nó như nào thôi. Cầm cái gậy này chất lượng khá là nặng, mình cân thử cho anh em xem cái này cái gậy nó nặng khoảng bao nhiêu gram nhé. Gậy này nó nặng khoảng tầm 120 gram, 130 gram. Giờ mình sẽ kéo thử cái sản phẩm đấy ra xem gậy nó có dài như mô tả nhá. Đây nó dài hơn 1 mét. Cái tay cầm đấy mình đánh giá là nó khá là tốt. Tay cầm này nó có phần phần giám ấy các bạn. Cái
tay cầm nó có phần nhám như này này. Đó, cầm thì mình sẽ không bị trơn tay đâu. Đó, cầm nó có độ ma sát ấy. Đó, cầm nó có độ ma sát nó khá là êm tay. Khá là ấy luôn. Đó. Vì đánh giá đây là một cái sản phẩm cũng khá là tốt trong cái tầm giá mà chưa đến 100.000. Có thể là dùng cho anh em rất chi tốt khi mà mình đi phượt mình cầm như này. Đó. Mình cầm như này. Đó. Đây nó dài hơn 1 mét. Anh em có thể tham khảo cái sản phẩm này ở phía dưới cái phần mô tả video này nhé. Mình có để sản phẩm cho anh em xem qua đấy. Thì anh em có quan tâm thì anh em có thể đặt mua. Được chưa? Đó, cái tay cầm được khá chắc chắn. Cái này là chất liệu của inox này. Đó. Chất liệu của inox nhé. Anh em nhớ rằng cái này là dành cho camera hành trình nhé. Đó. Mình thích nhất là cái tay cầm này. Tay cầm của nó này. Đó, anh em có nhìn này. Nó dám nhám đen này. Đó. Đen và nó có phần xù xì này. Cầm nó không bị trơn tay. Nên mình ngồi trên xe mình lướt. Đó thì rồi cầm trên xe nó sẽ không bị trơn tay đâu. Đó. Cầm nó sẽ chắc chắn. Chất liệu của inox này anh em này. Đó, chắc chắn lắm. Được, mình cảm thấy hài lòng khi mà cái sản phẩm này chưa đến 100.000. Mình cảm thấy nó rất chi là tốt. Đó, bây giờ mình sẽ thu nó lại. Rất chi là gọn. Đó. Wow. Thu nó lại nó ngắn thế này này anh em ạ. Thế mà duỗi ra nó dài vậy. Rồi anh em, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Anh em, nếu anh em thích video này thì có thể chia sẻ cho anh em bạn bè cũng biết. Và có thể bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cũng như là bấm vào chuông để nhận thông báo về những video tiếp theo của mình. Khi mình review những cái sản phẩm mà mình mua về ấy, thì mình trải nghiệm và mình cứ chia sẻ với anh em. Anh em có ý kiến đóng góp cũng như là chia sẻ gì thì có thể lại bình luận phía dưới. Thì chia sẻ với mọi người để mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.